Chào cả nhà. Xe taxi vừa mới va chạm với hai xe gắn máy trên đoạn đường này nha các bạn. Ở đây là đường Hùng Vương, phường Kim Đông. Sự việc xảy ra trong vòng chỉ có 1 phút mà xe ô tô dồn lại đến 400-500 mét của cái này. Thời điểm hiện tại thì chưa phải là giờ cao điểm nè. Giờ tăng ca thì xe lưu thông sẽ gấp 4-5 lần như thế này. Chúng ta đang đi trên cầu Hùng Vương nha. Hình ảnh này thì cũng là hình ảnh tình cờ trên đường mà mình đi làm về nha các bạn. Rồi, giữa ba xe va chạm nhau đúng vào 16:45 ngày 22 tháng 3 năm 2022. Lúc đầu giữa ba xe va chạm nhau thì tài xế taxi với hai người điều khiển xe gắn máy họ cãi vã nhau rất là căng thẳng, cho nên mình không có lưu lại hình ảnh thời điểm đầu nha. Video mà có nội dung về vấn đề cãi vã sẽ không được chèn quảng cáo nữa cả nhà. Xe taxi này thì của tập đoàn xe taxi Nam Thắng. Tập đoàn xe taxi Nam Thắng cũng mới hợp đồng với khu vực Phú Quốc trong thời gian gần đây. Hiện ở Phú Quốc thì có đến 3 tập đoàn xe taxi có lượng phương tiện vận chuyển là nhiều nhất. Đó là Tổng Công ty Ô tô Vận chuyển Sài Gòn Phú Quốc, 2 là Tập đoàn xe taxi Mai Linh và 3 là Tập đoàn xe taxi Nam Thắng. Sự vụ này xảy ra thì không có thiệt hại về người, về phương tiện thì cũng không có hư hỏng nhiều cho lắm. Mình chia sẻ cùng cả nhà về hình ảnh này chỉ mang tính chất là tham khảo và cũng có thể giúp cho chúng ta nâng cao cảnh giác hơn trong khi tham gia giao thông, để khỏi phải xảy ra những điều đáng tiếc. Cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng Phú Quốc Net.